Hãy cùng Hoa Ngữ phim xem tóm tắt phim Em đẹp hơn cả ánh sao từ tập 5 đến tập 13 và hãy đừng quên ấn like cũng như đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Dưới ánh sao, Kỳ Tinh và Hàn Đình nói chuyện nhẹ nhàng. Sau nhiều năm ra trường, Kỳ Tinh cảm thấy con người so với vũ trụ bao la thật nhỏ bé. Hàn Đình cảm thấy quen thuộc với câu nói này, nhớ lại cuộc thi vật lý lớp 12 khi Kỳ Tinh và anh cùng nhóm giành giải, Kỳ Tinh đã dùng câu này như lời cảm tạ khi nhận giải. Hàn Đình không nhịn được mà lại kể lại lời phát biểu của Kỳ Tinh trên bục nhận giải. Chủ đề chung khiến họ cảm thấy như trở về thời trung học. Đến nay Hàn Đình vẫn thấy Kỳ Tinh là ngôi sao sáng nhất trong lòng anh. Sau khi hoàn thành dự án điều tra cơ sở, Kỳ Tinh về nhà trước. Cô đã quyết định làm việc in 3D và từ chối lời mời của Hàn Đình. Trên điện thoại, Kỳ Tinh nói với Hàn Đình rằng Đông Dương là một công ty tuyệt vời, nhưng cô vẫn quyết định tự mình khởi nghiệp. Bạn trai của cô, Thiếu Nhất Thần, trở về, điều này khiến Kỳ Tinh rất ngạc nhiên. Hai người đã yêu nhau từ đại học và hiện đang chuẩn bị mua căn nhà mới. Đối với Thiếu Nhất Thần, Kỳ Tinh đánh giá cao và tin tưởng vô điều kiện, xem anh là nửa kia của mình. Vào buổi tối, Kỳ Tinh gọi điện mời bạn bè cùng nhau tụ tập và thông báo quyết định khởi nghiệp của mình. Họ bất ngờ, tưởng rằng Kỳ Tinh sẽ thông báo kết hôn, nhưng cảnh báo cẩn thận rằng khởi nghiệp có thể không đơn giản như họ tưởng. Tuy nhiên, Thiếu Nhất thần ủng hộ cô một cách tuyệt đối, thậm chí còn đưa tiền tiết kiệm vừa dành để làm quỹ khởi nghiệp cho Kỳ Tinh, điều này làm cô rất xúc động. Sau khi suy nghĩ, cô lén đưa thẻ ngân hàng trở lại túi áo của bạn trai. Vào ngày cô xử lý thủ tục nghỉ việc, Hàn Đình lại cố gắng thuyết phục Kỳ Tinh lần nữa. Anh nhắc lại công việc phát triển phần mềm y tế trước đây của Kỳ Tinh và sự chuyển hướng đột ngột sang in 3D, chỉ ra sự thiếu kinh nghiệm, nguồn vốn và không có sự hỗ trợ về không gian. Kỳ Tinh cảm ơn Hàn Đình về cơ hội công việc mà anh đã đưa ra nhưng hiện tại cô chỉ muốn khởi nghiệp. Tô Tri Châu đã thành công khi kêu gọi Kỳ Tinh khởi nghiệp cùng anh. Anh vay mượn một kho lớn từ cha mình làm địa điểm kinh doanh. Ban đầu dự định có vốn khởi nghiệp dày đặc từ cha, Kỳ Tinh đã bất ngờ không nhận được bất kỳ hỗ trợ tài chính nào và lại chính cô đã đưa 400 nhân dân tệ tiết kiệm vất vả của mình cho Tô Tri Châu mặc dù không gian văn phòng tạm thời này tuy đơn giản nhưng vẫn có một nền tảng lớn kỳ tinh rất hài lòng sau một ngày bận rộn với việc dọn dẹp cô trở về nhà và báo cáo thành tích của mình cho thiếu nhất thần hàn đình cũng tiếp tục chăm sóc theo dõi tiến trình khởi nghiệp của kỳ tinh anh nghe nói cô đã tìm được văn phòng đã có giấy phép kinh doanh và đã bắt đầu tìm các ông chủ doanh nghiệp nổi tiếng để huy động vốn là người đã từng đi trước anh hiểu rõ khó khăn của việc huy động vốn và dự đoán rằng kỳ tinh chắc chắn sẽ gặp khó khăn khi cô gần như đạt đến giới hạn của mình hàn đình đã cho phép trợ lý của mình Tông tống tống liên lạc với cô để xem cô còn có ý định làm việc tại Đông Thần hay không. Khi Kỳ Tinh nhận cô gọi từ Tống Tống, cô lầm tưởng rằng cô ta lại đang cố gắng thuyết phục cô vào công ty mới và quyết định từ chối một cách dứt khoát. Tuy nhiên, Tô Chi Châu nhắc nhở Kỳ Tinh không nên quên đi Hàn Đình, một doanh nhân lớn có tiền bạc và tài nguyên. Dưới sự khuyên bảo kiên quyết của Tô Chi Châu, Kỳ Tinh đã đồng ý đưa anh đi gặp Hàn Đình để thảo luận về việc huy động vốn. Mặc dù đề nghị của Hàn Đình rất hợp lý, nhưng Kỳ Tinh vẫn từ chối, lần này cô muốn khởi nghiệp, tạo ra những sản phẩm thuộc về riêng mình. Hàn Đình nghĩ rằng mọi thứ đều nằm trong kế hoạch của mình, nhưng sau khi trình bày về các nguồn lực hiện có và nền tảng vững chắc của Đông Dương, anh lại bị Kỳ Tinh từ chối thẳng thừng, điều này khiến anh rất thất vọng. Sau khi rời khỏi Đông Dương, Tô Chi Chu và Kỳ Tinh hồi tưởng lại những điều kiện phong phú mà Hàn Đình đã đưa ra. Tô Chi Chu vẫn cảm thấy tiếc nuối và đề nghị Kỳ Tinh xem xét lại. Anh cho rằng họ có thể sử dụng Đông Dương làm cơ sở thí nghiệm. Nếu dự án thành công, sau khi tích lũy kinh nghiệm và các kênh kết nối, họ có thể khởi nghiệp ở nơi khác cũng không muộn. Kỳ Tinh không hài lòng vì Tô Chi Chu dễ dàng bị mua chuộc như vậy. Đây là dự án hợp tác đầu tiên của họ, sao có thể dễ dàng từ bỏ được? Hàn Đình đã chuẩn bị một kế hoạch chu đáo, mặc dù Kỳ Tinh tạm thời chưa đồng ý tham gia Đông Dương, nhưng anh vẫn tự tin rằng chỉ cần chờ đợi một chút, khi Kỳ Tinh gặp khó khăn trong khởi nghiệp, cô sẽ gia nhập Đông Dương. Kỳ Tinh về nhà và kiểm tra kỹ lưỡng những ghi chú dày đặc mà Hàn Đình đã viết trên bản kế hoạch. Cô phát hiện ra rằng một số gợi ý của Hàn Đình thực sự rất mang tính xây dựng, thậm chí các lỗ hổng nhỏ cũng được phát hiện. Đường Tống gợi ý rằng Hàn Đình nên tỏ tình sớm hơn, bởi vì người lớn rồi, yêu thầm thì hiệu quả quá thấp. Nhưng Hàn Đình lại nhắc anh rằng đây không chỉ là vấn đề tình cảm. Anh nghĩ rằng dự án in 3D của Kỳ Tinh rất tốt và Kỳ Tinh rất có năng khiếu trong phát triển phần mềm. Chỉ cần có gió đông, khoản đầu tư đầy tiềm năng này sẽ hoàn toàn thành công. Các cô bạn thân của Kỳ Tinh nghe tin cô đã có phòng làm việc riêng nên đều gửi hoa chúc mừng. Tô Chi Chu nhìn thấy nhiều cô gái xinh đẹp như vậy thì mắt sáng rỡ. Mỗi cô gái đều chuẩn bị một món quà cho lễ khai trương, khiến văn phòng trở nên rộn ràng. Buổi trưa, Tô Chi Chu mời vài cô gái đi ăn BBQ. Anh bận rộn bên bếp nướng suốt buổi, để lại ấn tượng sâu sắc với bạn bè của Kỳ Tinh. Bạn thân của Kỳ Tinh là Lục Lâm Gia nói rằng ngày mai sẽ đi xem mắt, để tránh lung túng. Cô ấy mời Kỳ Tinh đi cùng, còn nói rằng đối phương hình như làm về thiết bị y tế, biết đâu sau này có thể cần đến. Kỳ Tinh thấy hứng thú nên đồng ý đi cùng. Trùng hợp là chàng trai đi xem mắt hôm đó lại là cháu của Hàn Đình, một người họ hàng xa. Bà cô của Hàn Đình nhất quyết bắt con trai đi xem mắt, Sợ anh ta bỏ trốn giữa chừng nên bảo Hàn Đình đích thân giám sát cho đến khi buổi xem mắt kết thúc. Kỳ Tinh đến muộn một chút và gặp Hàn Đình ở khách sạn. Vừa hôm qua cô mới từ chối anh để chưa tức. Kỳ Tinh cố ý nói rằng đến khách sạn để gặp nhà đầu tư. Hàn Đình ban đầu chỉ đứng ở hành lang gọi điện thoại, chào Kỳ Tinh xong rồi tiếp tục đi vào phòng bao. Ai ngờ họ lại ở cùng một phòng bao, đúng là oan ra ngõ hẹp. Hàn Đình cố ý chế giễu, còn tưởng Kỳ Tinh đến gặp nhà đầu tư thật. Tô Tiểu Mông vội vàng giúp Kỳ Tinh làm quen. Còn nói gần đây Kỳ Tinh đang tìm nhà đầu tư và gặp rất nhiều khách hàng không đáng tin. Có một người rất chó còn định thu phục Kỳ Tinh. Người mà Tô Tiểu Mông đang nói đến chính là Hàn Đình, nhưng cô không hề biết rằng người đó đang ngồi đối diện. Kỳ Tinh ngồi bên cạnh thấy vậy thì mặt tái mét. Lục Lâm Gia không thích chàng trai đi xem mắt, khi về nhà, mấy cô bạn thân rất tò mò điều kiện tốt như vậy mà Lục Lâm Gia thích kiểu người thế nào. Lục Lâm Gia đỏ mặt nói rằng thích người dịu dàng như ngọc và rất chu đáo. Tô Tiểu Mông nghe xong thì tán gẫu tổng kết rằng người như bạch mã hoàng tử chẳng phải giống bạn trai của kỳ tinh sao? thiệu nhất thần mang cơm chưa đến văn phòng của kỳ tinh, mọi người trong văn phòng đều khen bạn trai của kỳ tinh rất đẹp trai. sau khi ăn cơm chưa đầy tình yêu thương, kỳ tinh càng nỗ lực làm việc. đây là lần khởi nghiệp đầu tiên của cô, nhất định phải lập kế hoạch kỹ càng. hiện tại phần mềm sơ khai đã có hướng đi, nhưng máy in vẫn chưa về. tô chi chu gợi ý mua một cái mới rất đắt, không bằng thuê một cái thử trước. lệ lệ giúp kỳ tinh tìm một nhà đầu tư tên là ngô lan tường. vì lịch hẹn có xung đột. Kỳ Tinh liền để đối tác của mình là Tô Chi Chu đi đàm phán. Lần đầu tiên gặp khách hàng, Tô Chi Chu rất căng thẳng, nhưng có lệ lệ ở đó, anh có thể thả lỏng hơn một chút. Không ngờ khách hàng mà lệ lệ tìm đến lại lấy việc kinh doanh làm cớ để tán tỉnh phụ nữ. Tô Chi Chu nghe điều kiện đàm phán của đối phương thì thấy rất khắt khe, vượt xa mong đợi của họ. Cuộc hợp tác không thành. Khi rời đi, Tô Chi Chu thấy Ngô Lan Tường cố ý chiếm lợi từ lệ lệ, tay khoác vai cô ấy. Ba người cùng đi ra thang máy, tình cờ gặp vợ của Ngô Lan Tường. Ngô Lan Tường vội vàng buông tay ra vợ của ngô lan tường hiểu lầm lệ lệ và nói những lời khó nghe trong khi ngô lan tường không những không giúp giải thích mà còn đổ vấy lên lệ lệ khi bà ngô sắp tát lệ lệ cô lập tức nắm lấy tay bà và tát lại ngô lan tường cô tuyên bố rõ sự thật rồi rời đi tinh thần của lệ lệ khiến tô chi chu rất khâm phục anh chưa bao giờ thấy cô gái nào dám thẳng thừng tát một người đàn ông như vậy sau khi chia tay tô chi chu lệ lệ cảm thấy bực bội dù cái tát vừa rồi khiến cô hả giận nhưng cô biết rằng công việc có thể bị ảnh hưởng lệ lệ đến hộp đêm để giải tỏa tâm trạng và gặp một tay chơi hợp u Họ uống vài ly rượu, nhảy một điệu, rồi kết thúc đêm bằng việc ngủ chung. Sáng sớm, Lệ Lệ nhận được cuộc gọi thông báo bị sa thải. Cô không bận tâm, chào tạm biệt đối tác đêm qua một cách sảng khoái mà không để lại số điện thoại. Cô không ngờ rằng đêm qua cô đã ăn mì cùng với Tiêu Diêu. Để kỷ niệm 4 năm yêu nhau, Kỳ Tinh và Thiệu Nhất Thần cùng đi nghe nhạc hội và tình cờ gặp Hàn Đình cùng quản lý cũ của công ty. Kỳ Tinh chủ động giới thiệu Thiệu Nhất Thần, biết Kỳ Tinh đã có bạn trai, Hàn Đình rất buồn. Khi đi nghe hòa nhạc, Kỳ Tinh vì công việc phải đi gấp thiệu nhất thần kiên nhẫn chờ ở nhà khi kỳ tinh về anh lấy nhẫn kim cương ra cầu hôn kỳ tinh nhận nhẫn nhưng không có kế hoạch kết hôn vì đang ở giai đoạn quan trọng của sự nghiệp kỳ tinh và tô chi chu tìm mọi cách để mượn máy in nhưng không có kết quả cuối cùng tô chi chu nhờ một bạn học đại học trả một khoản tiền đặt cọc lớn nhưng người kia biến mất sau khi hiểu rõ tình hình tô chi chu biết mình bị lừa mất 300 trăm ngàn kỳ tinh cũng vay lệ lệ 10 ngàn giờ họ thực sự không còn gì cả tô chi chu không tìm được nguồn vốn đầu tư nên đành phải gặp hàn đình cho anh xem phần mềm đã hoàn thiện, hy vọng Hàn Đình có thể giải quyết vấn đề tài chính. Hàn Đình xem xét kỹ lưỡng tiến độ công việc của họ và chân thành nhận xét rằng, dù giữa họ có quan hệ nhưng công việc là công việc. Anh hy vọng Tô Chi Chu cân nhắc lại kế hoạch trước đây. Kỳ Tinh vì làm việc căng thẳng và ăn uống không điều độ nên đã ngất xỉu trong công việc. Đồng nghiệp đưa cô đến bệnh viện rồi gọi điện cho Tô Chi Chu. Lúc đó Hàn Đình cũng ở bên cạnh. Nghe tin Kỳ Tinh ngất, anh và Tô Chi Chu lập tức đến bệnh viện. Kỳ Tinh tỉnh dậy, phát hiện Lật Lệ đang ở bên cạnh chăm sóc cô nghĩ đến việc vừa mượn lật lệ 10 vạn đồng mà bị mất trắng kỳ tinh cảm thấy đáng cay lật lệ an ủi cô đừng để tâm dù sao công ty vừa mới thành lập chưa phải phá sản hoàn toàn không cần lo lắng hàn đình bảo cấp dưới chú ý đến tình hình của kỳ tinh nghe tin cô cuối cùng cũng xuất viện liền chuẩn bị âm thầm giúp đỡ cô lần nữa kỳ tinh mở điện thoại phát hiện bạn trai đã gọi cho cô rất nhiều lần có vẻ như cha của thiệu nhất thần bị cuốn vào một vụ lừa đảo bây giờ anh ấy đang vội vã về quê xử lý công việc sau một thời gian nghỉ ngơi ngắn kỳ tinh lại căng thẳng lao vào công việc hiện tại việc huy động vốn chưa có kết quả kỳ tinh cam đoan với nhân viên rằng chỉ hoãn lương vài ngày mọi người có thể hiểu và còn khuyên cô cùng tô chi châu chú ý nghỉ ngơi công ty vận hành đến mức cùng đường tô chi châu không chịu nổi nữa liền đưa ra kế hoạch chi tiết cho kỳ tinh xem khuyên cô cân nhắc lại việc hợp tác với hàn đình dù sao nhờ vào hậu thuẫn mạnh mẽ như vậy việc phát triển phần mềm và đưa vào sử dụng sau này sẽ rất suôn sẻ đang suy nghĩ bỗng nhận được lời mời của chị cả hàn đình đường tống báo cáo những hành động nhỏ của chị cả cho hàn đình hỏi có cần ngăn cản ngay không dù sao tô chi châu và họ đã đến bờ vực rất có thể sẽ xem lời mời từ phía chị cả như cọng rơm cứu mạng hàn đình không đồng ý con đường khởi nghiệp sẽ gặp nhiều khó khăn cần có ý chí mạnh mẽ và đầu óc sáng suốt nếu kỳ tinh không có khả năng phân biệt này sau này rất khó thành công kỳ tinh và tô chi châu đến đông khoa đàm phán chị họ của hàn đình đề nghị tăng đầu tư thêm 10 triệu nhưng cần hơn 1 phần ba cổ phần khi kỳ tinh đặt câu hỏi liệu sau này có giữ nguyên đội ngũ sáng tạo ban đầu hay không chị cả không đưa ra câu trả lời chính xác kỳ tinh bắt đầu do dự trong khi tô chi châu đã bị thuyết phục anh khuyên kỳ tinh đừng lo nghĩ về sau hiện tại công ty cần một cộng dơm cứu mạng cứ nhận tài trợ để duy trì hoạt động sau này tính tiếp suy nghĩ của tô chi châu rất ngắn hạn kỳ tinh trở về kiểm tra kỹ lưỡng mô hình kinh doanh và các công ty đã từng mua lại của đông khoa đông khoa từng vào công ty dưới dạng tài trợ sau đó nhanh chóng pha loãng cổ phần rồi thuận lợi kiểm soát công ty xem xét mọi giả thuyết kỳ tinh lập tức đến đông khoa từ chối tài trợ của họ đường tống báo cáo điều này cho hàn đình sau đó hàn đình lập tức đi gặp kỳ tinh đưa ra điều kiện tương tự như chị cả, chỉ đảm bảo chỉ có đội ngũ phát triển phần mềm của Kỳ Tinh, không thêm thành viên khác. Có cam kết của Hàn Đình, Kỳ Tinh yên tâm ký hợp đồng. Nghe tin Thiệu Nhất Thần sắp về, Kỳ Tinh phấn khởi đi đón anh. Thiệu Nhất Thần luôn ủng hộ sự nghiệp của Kỳ Tinh, khi nghe tin vui, anh thật sự vui mừng cho cô. Hàn Đình đưa hợp đồng cho Kỳ Tinh, khi thấy cô ký, ngón áp út tay trái của cô xuất hiện chiếc nhẫn kim cương. Hàn Đình cảm thấy ngũ vị tạp trần, đây là kết quả mà anh không muốn thấy nhất, cô gái mà anh thầm yêu 10 năm, lại sắp bị người khác chiếm mất công ty tinh trần thuận lợi nhận được tài trợ tất cả nhân viên đều nhận được lương và thưởng ai nấy đều háo hức chuẩn bị thể hiện trong công việc sắp tới lật lệ mang đến cho tinh trần khách hàng trong lĩnh vực thiết bị y tế mà cô từng liên hệ mỗi lần gặp cô tô chi châu đều cảm thấy bừng sáng bắt đầu có ý định theo đuổi cô mặc dù luôn bị từ chối nhưng vẫn giữ hy vọng thiệu nhất thần và kỳ tinh cùng ăn cơm mỗi lần thấy cô sôi nổi thảo luận về công việc mà không hề nghĩ đến chuyện kết hôn anh không khỏi thất vọng buổi tối kỳ tinh chủ động mời thiệu nhất thần đi xem phim rồi ấy này nói rằng sau khi bận rộn xong việc này sẽ cùng anh về thăm chú gì. Thiệu Nhất Thần không đáp lại, chỉ chuyển chủ đề, bảo cô xem phim. Kỳ Tinh xem phim rồi dần ngủ thiếp đi, Thiệu Nhất Thần kéo chăn đắp cho cô. Khi tắt máy tính sách tay, anh thấy Kỳ Tinh đã lập kế hoạch cho đám cưới, điều này khiến anh rất vui mừng. Dù bạn gái bận rộn nhưng vẫn nhớ đến tương lai của họ. Sáng hôm sau, Thiệu Nhất Thần chuẩn bị bữa sáng, bình thường Kỳ Tinh ra ngoài đều vui vẻ ôm bạn trai một cái, nhưng lần này anh lại buông cô ra và lạnh lùng đề nghị chia tay. Kỳ Tinh rất ngạc nhiên, họ đã đến tuổi bàn chuyện hôn nhân, vậy mà lại chia tay. Tài xế taxi dưới lầu liên tục gọi điện thúc giục, Kỳ Tinh thấy Thiệu Nhất Thần đã quyết định, trước khi đi anh để nhẫn đính hôn trên bàn. Hôm đó, cô còn phải tham dự một hội nghị ngành phát triển phần mềm cao cấp. Đến nơi, Kỳ Tinh lau khô nước mắt, cố gắng lấy lại tinh thần rồi xuống xe. Hàn Đình đã đợi ở phòng tiệc một lúc, khi Kỳ Tinh đến nơi, cô không thấy Hàn Đình, buồn bã tìm một chỗ ngồi xuống. Hàn Đình nhận ra điều bất thường, giới thiệu cô với các đối tác kinh doanh, nhưng Kỳ Tinh tâm trí không để đâu trong bữa tiệc có tàng địch mỗi lần thấy kỳ tinh và hàn đình ngồi cùng nhau tàng địch không khỏi ghen tuông cố ý nói với đối tác rằng kỳ tinh trước đây chỉ là nhân viên nhỏ trong công ty hàn đình thấy rõ điều này liền nhắc nhở tàng địch không cần làm khó kỳ tinh khi kỳ tinh về đến nhà căn phòng trống trải chiếc nhẫn đính hôn trên bàn cũng không còn cô rất sợ hãi cô và thiệu nhất thần yêu nhau 4 năm luôn nghĩ rằng đây là mối quan hệ ổn định sẽ cùng nhau bước vào lễ đường nhưng những ngày gần đây mọi thứ bỗng thay đổi kỳ tinh không hiểu nổi lập tức ra ngoài tìm thiệu nhất thần hỏi rõ xem anh có ngoại tình không ở nhà trọ của thiệu nhất thần kỳ tinh lục soát mọi ngóc ngách không thấy đồ đạc của phụ nữ cô khóc lóc cầu xin thiệu nhất thần cho cô thời gian đợi công ty vào guồng sẽ kết hôn nhưng thiệu nhất thần bất lực nói rằng anh không thể đứng ngoài cuộc khi kỳ tinh cần anh lại không thể giúp đỡ gì chỉ có thể đứng nhìn thiệu nhất thần suy nghĩ rất kỹ anh chỉ muốn một cuộc sống bình yên nhưng kỳ tinh quá chú tâm vào sự nghiệp không thể trở thành người bạn đời tốt nhất của anh thiệu nhất thần nói rất rõ ràng kỳ tinh rời đi trong tình trạng mất hồn tối hôm qua còn hạnh phúc xem phim hôm nay đã chia tay mà không có chút do dự kỳ tinh khóc lóc thảm thiết không muốn về căn nhà trống trải kỳ tinh tìm đến quán bar gần đó hàn đình nhận ra kỳ tinh đã chia tay thấy cô không đeo nhẫn đính hôn khi gặp ban ngày bạn thân của hàn đình đến nhà thấy anh nấu cháo hải sản bình thường hàn đình có tâm sự mới nấu ăn lần này chắc chắn cũng vậy bạn thân khuyên hàn đình nhân cơ hội này thể hiện tốt hàn đình miệng nói không muốn lợi dụng lúc người ta khó khăn nhưng không cưỡng lại được lời khuyên liền thay quần áo ra ngoài kỳ tinh say xỉn trong quán bar ngồi không vững hàn đình nhìn không chịu được bế cô lên xe trên đường anh bảo lục lâm gia gọi cho đồ hiểu mông hỏi địa chỉ nhà kỳ tinh rồi đưa cô về nhà đồ hiểu mông và lục lâm gia ra, ra ngoài mua mật ong hàn đình ở nhà trông chừng kỳ tinh kỳ tinh sau khi say rượu ôm chặt lấy chân hàn đình không cho anh đi hàn đình ngồi lặng lẽ bên cạnh nhìn cô gái mà anh đã thầm yêu 10 năm đang rơi nước mắt trong mơ miệng lẩm bẩm tên người con trai khác còn la lên không muốn chia tay và xin lỗi người bạn trai cũ rằng cô sẽ không khởi nghiệp nữa và sẽ ở bên anh ấy những lời này Hàn Đình đều nghe thấy, anh cố tình đáp lại phải chia tay thôi, khiến Kỳ Tinh nhắm mắt khóc to hơn. Sáng sớm, Kỳ Tinh buồn bã bước ra khỏi phòng, thấy ba người bạn thân đang ngồi trên sofa kể về những hành vi điên rồ của cô tối qua khi say rượu. Hóa ra cô không chỉ nói nhảm mà còn hát, giữa đêm lại khóc to trong phòng khách, ép mọi người cùng uống rượu, tất cả những điều này Hàn Đình đều chứng kiến. Mặc dù thấy xấu hổ, nhưng vì Hàn Đình không quan trọng với Kỳ Tinh, nên cô không bận tâm lắm, vẫn mở WeChat để xem trạng thái của Thiệu Nhất Thần. Nhưng Thiệu Nhất Thần đã chặn cô kỳ tinh nằm trên giường định nhớ lại mối tình đã qua nhưng tin nhắn của hàn đình liên tục đến hỏi về tiến độ công việc và kế hoạch sắp tới kỳ tinh cố gắng đứng dậy bây giờ chỉ còn sự nghiệp là quan trọng nhất lý lệ và đồ hiểu mông bàn luận về việc kỳ tinh chia tay dựa trên hiểu biết của họ về thiệu nhất thần có vẻ như hai người chia tay là thật tuy nhiên hàn đình luôn ở bên cạnh kỳ tinh mỗi khi cô gặp khó khăn trong cuộc sống có lẽ đây cũng là điều tốt vĩ thu tử đương nhiên biết chuyện bạn thân chia tay Vô dĩ đã thích thiệu nhất thần từ lâu nghe tin anh chia tay cô liền lợi dụng cơ hội thường xuyên đến bệnh viện với lý do công việc để tăng cơ hội gặp gỡ Thiệu Nhất Thần. Tay chân thân tín của Hàn Đình báo cáo về động thái bên phía chị gái anh. Hiện tại, chị gái anh cũng đang lập nhóm nghiên cứu phát triển in 3D. Tay chân khuyên Hàn Đình không nên đầu tư thêm vào công ty tinh thần nữa, vì đây là công ty mới, tiến độ công việc không thể nhanh hơn nhóm tinh anh của chị gái anh. Hàn Đình không đồng ý, nhắc nhở tay chân rằng anh chưa bao giờ nhìn nhầm, tinh thần chỉ cần một giai đoạn quá độ ngắn. Kỳ tinh hoàn thành kế hoạch hàng năm và trực tiếp mang đến cho Hàn Đình. Hàn Đình rất tò mò liệu cô đã vượt qua nỗi buồn chia tay chưa, anh chủ động mời Kỳ Tinh đi ăn, nhưng cô ngay lập tức từ chối. Trong thời gian này, Hàn Đình lo lắng không yên, trước đây vì đi nước ngoài không có cơ hội, giờ cuối cùng có cơ hội ở gần, anh sợ mình không chú ý sẽ bị người khác chiếm mất. Hàn Đình suy nghĩ nhiều, tự tay nấu món cháo hải sản sở trường, bỏ vào hộp giữ nhiệt rồi mang đến cho Kỳ Tinh. Kết quả, anh gặp mẹ của Kỳ Tinh. Bà cụ còn nhầm Hàn Đình là Tô Chí Chu, không ngại nhờ anh giúp đỡ, nhưng Hàn Đình bất ngờ lại sửa được vòi nước hỏng trong phòng thí nghiệm. Mẹ Kỳ Tinh có ấn tượng tốt về Hàn Đình, còn chủ động thêm WeChat của anh. Buổi trưa, Kỳ Tinh cùng mẹ và Hàn Đình ăn cơm. Do sửa vòi nước bị ướt quần áo, mẹ Kỳ Tinh chú đáo bảo anh mặc chiếc áo cardigan của Kỳ Tinh. Nhìn Hàn Đình mặc áo hồng có hình hoạt hình, Kỳ Tinh cảm thấy rất thú vị. Lần trước vì đưa Kỳ Tinh say rượu về nhà, Lộ Lâm gia cuối cùng cũng lấy được WeChat của Đồ Hiểu Mông, nhưng chỉ sau 2 ngày, anh đã bị cô lặng lẽ xóa bỏ. Trước đây không quen biết, anh cảm thấy cô gái này khá kén chọn, nhưng càng hiểu rõ anh lại thấy cô thật thú vị. Lần này Đồ Hiểu Mông không do dự xóa quy chất của anh, để trả đũa, Lộ Lâm Gia quyết định trừng phạt cô một lần. Kỳ Tinh trở về nhà, mẹ cô thấy con gái gầy đi một vòng, liền hỏi cô gần đây có chuyện gì không vui, nghĩ rằng cô đang buồn vì chuyện chia tay. Mẹ cô không khỏi khuyên nhủ rằng hãy nghĩ thoáng hơn, chia tay rồi thì tìm người tốt hơn, dù sao bây giờ con gái cũng đã làm chủ. Bà mẹ không còn lo lắng về chuyện hôn nhân của con nữa, thậm chí còn khuyên cô học hỏi Hàn Đình nhiều hơn. Lộ Lâm Gia chủ động giới thiệu cho Đồ Hiểu Mông một nhà tài trợ, hẹn cô livestream bán hàng. Đồ hiểu mông vui mừng thêm quy chat của người đó, đến nơi mới phát hiện ra lộ lâm gia đã dàn xếp mọi thứ. Lộ lâm gia cố tình xóa quy chat trước mặt cô, hài lòng rời đi sau khi hả hê. Đồ hiểu mông vừa tức giận vừa buồn cười, nhưng qua buổi livestream này, cô cũng kiếm được một chút tiền, không trách móc lộ lâm gia. Kỳ tinh muốn mua một máy in 3D cao cấp, cô nhờ đường tống giúp đỡ, ban đầu muốn không làm phiền Hàn Đình, nhưng khi đang nói chuyện với đường tống, Hàn Đình nghe thấy. Anh đề nghị giúp mua máy in nhưng đòi thêm 5% cổ phần, điều kiện quá khắc khe khiến kỳ tinh từ chối cô muốn thử tự mình giải quyết lý lệ đã tìm được nơi bán máy in cùng kỳ tinh đến đàm phán với nhà sản xuất lý lệ vốn có khả năng giao tiếp tốt lần này cô khéo léo nói rằng kỳ tinh và tổng giám đốc đông dương là bạn học cũ hàn đình đầu tư vào công ty tinh thần vì ngưỡng mộ tài năng của kỳ tinh nghe vậy nhà sản xuất máy in ngay lập tức đồng ý giảm thêm 1% giá máy in này do Bedi sản xuất công nghệ hàng đầu thế giới ban đầu Bedi nghe rằng kỳ tinh và hàn đình có quan hệ tốt họ lén gọi điện cho tăng địch xác nhận sau đó mới đưa ra giá thấp nhất. Tăng địch bề ngoài là giúp kỳ tinh, nhưng thực ra cô cũng có ý đồ riêng. Cô biết Baby muốn xâm nhập vào Đông Dương và đây là cơ hội tốt, cô không dễ dàng bỏ qua. Để cảm ơn, kỳ tinh mời đội ngũ bán hàng của Baby ăn tối, không ngờ họ đồng ý ngay. Tăng địch đã biết địa điểm mời của kỳ tinh, lén mời Hàn Đình đến phòng bên cạnh để nghe lén cuộc trò chuyện của họ. Quả nhiên, Baby muốn kỳ tinh giới thiệu Hàn Đình cho họ. Kỳ tinh bắt đầu cảm thấy không ổn, nhưng mọi chuyện đã rồi. Lý lệ bên cạnh cố gắng chuyển đề tài để kéo dài thời gian tìm cách kỳ tinh bắt đầu toát mồ hôi khi cô đi vệ sinh thì gặp hàn đình hàn đình kéo cô vào lối thoát hiểm xung quanh chỉ có hai người anh ép kỳ tinh vào tường hỏi liệu cô có vừa lợi dụng anh để mưu lợi không kỳ tinh mặt đỏ bừng nhưng không thể biện minh rõ ràng hàn đình vừa nghe được cuộc trò chuyện của baby và họ hàn đình trong hành lang chật hẹp nhắc nhở kỳ tinh rằng tin tức scandal đối với anh không quan trọng nhưng nếu kỳ tinh không thể chịu đựng được áp lực tốt hơn hết là đừng mạo hiểm dù sao đi đường tắt cũng phải trả giá hàn đình rời đi kỳ tinh biết anh đã hiểu lầm cô nhưng những lời chân thành vừa rồi vẫn khiến cô cảm động. Tối đó, Kỳ Tinh gửi tin nhắn cho đội ngũ bán hàng của Baby, giải thích rằng mối quan hệ giữa cô và Hàn Đình chỉ là cấp trên và cấp dưới. Nếu họ rút lại thỏa thuận giảm giá 1%, cô cũng có thể hiểu. Không lâu sau, Baby hồi đáp, họ rất trân trọng sự thẳng thắn của Kỳ Tinh và sẽ giữ nguyên thỏa thuận. Kỳ Tinh cuối cùng cũng an tâm. Lý Lệ bắt đầu làm việc tại công ty Tinh Thần, Tô Chí Chu rất vui, đích thân tìm chỗ ngồi cho cô, hỗ trợ hết mình. Kỳ Tinh gửi tin nhắn xin lỗi Hàn Đình, hứa rằng những chuyện tương tự sẽ không tái diễn. Hàn Đình trở về Hải Nam thăm ông nội, người đã gây dựng nên sự nghiệp gia đình. Ông đang dưỡng bệnh tại Hải Nam và Hàn Đình thường xuyên đến thăm và bàn công việc. Khi biết Hàn Đình đầu tư vào Tinh Thần, ông nội không giấu được quan điểm của mình, cho rằng không cần phải đầu tư nhiều cho một công ty mới như vậy. Hàn Đình không giấu giếm sự ngưỡng mộ dành cho Kỳ Tinh, anh nói nếu Kỳ Tinh thực sự ở bên anh, cô sẽ phải chịu nhiều trách nhiệm, không phải ai cũng gánh vác được. Dù sao, ông nội cũng đưa ra tối hậu thư, chỉ cho Kỳ Tinh 2 năm nếu tinh thần không thể hoàn trả khoản đầu tư trước đó của đông dương sẽ không có cơ hội hợp tác thêm thiệu nhất trần lặng lẽ tìm lý lệ giao cho cô một thẻ ngân hàng nói rằng vụ kiện của gia đình đã được giải quyết và công ty đã phát tiền thưởng cuối năm kỳ tinh đang trong giai đoạn khởi nghiệp chắc chắn cần vốn nên anh muốn giúp cô hết mức có thể lý lệ rất tò mò đã đính hôn rồi tại sao lại đột nhiên chia tay thiệu nhất trần giải thích rằng anh và kỳ tinh không hợp anh luôn muốn một cuộc sống bình dị nhưng khi kỳ tinh ngày càng tỏa sáng anh nhận ra mình không thể giúp đỡ cô thậm chí không thể là chỗ dựa cho cô. Lý Lệ có thể thấy tình cảm sâu đậm của Thiệu Nhất Trần dành cho Kỳ Tinh, mặc dù lý do nghe có vẻ miễn cưỡng, cô cũng không muốn hỏi thêm. Kỳ Tinh cần đến bệnh viện Tinh Cảng gặp bác sĩ Lý Quyền An, nên nhờ Tô Chí Chu báo cáo công việc với Hàn Đình. Tô Chí Chu cầm tài liệu đến trước mặt Hàn Đình, anh lặng lẽ lật qua lật lại, suốt 5 phút không nói lời nào, khiến Tô Chí Chu toát mồ hôi hột. Mặc dù hai người không trên lệch tuổi tác nhiều, nhưng khí thế của Hàn Đình thực sự rất mạnh mẽ. Mẹ của Lộ Lâm gia muốn tham gia cuộc thi hát dành cho người cao tuổi, nên thuê một giáo viên thanh nhạc về nhà giúp luyện tập. Không ngờ, giáo viên này lại là đồ hiểu mông, người có mối quan hệ đặc biệt với con trai bà. Khi nghe thấy nhà có giáo viên thanh nhạc, Lộ Lâm gia rất tò mò, nhưng khi đối mặt, cả hai đều ngượng ngùng. Sau một chút bối rối, mẹ Lộ tiếp tục thảo luận về cách hát và phát âm. Lộ Lâm gia lén nhờ mẹ thêm quy chat của đồ hiểu mông và bà đã giúp con trai kết bạn thành công. Kỳ Tinh đến bệnh viện Tinh Cảng để gặp bác sĩ Lý Quyền An bàn về hợp tác, nhưng lúc đó Lý Quyền An không hề để ý đến cô. Hàn Đình biết Kỳ Tinh đã bị từ chối, nên cố ý mời cô đến buổi tiệc của Lý Quyền An, sau đó nhân cơ hội này giới thiệu Kỳ Tinh. Ca ngợi công ty của cô rất mạnh và chính vì tài năng của cô mà anh mới không đành lòng bỏ qua. Hàn Đình cố tình khen ngợi Kỳ Tinh và khiến các lãnh đạo có mặt đều thêm quy chat của cô. Sau bữa ăn, Hàn Đình lái xe đưa Kỳ Tinh về nhà. Kỳ Tinh vẫn còn ngây ngất trong niềm vui vừa kết giao với nhiều người tài giỏi. Hàn Đình bình thản nói rằng thực ra dù có thêm quy chat của đối phương cũng không đồng nghĩa với việc trở thành bạn bè. Trong giới kinh doanh, mọi người đều xem xét đối phương có giá trị lợi dụng hay không vì vậy nhất định phải có năng lực mới được coi trọng mỗi người có giới hạn về năng lực và sức lực hàn đình khuyên kỳ tinh nên tập trung vào việc nghiên cứu và phát triển sản phẩm còn những việc như tiếp thị thì nên tuyển một nhân viên kinh doanh có kinh nghiệm kỳ tinh đồng ý nhận ra rằng những ngày qua cô đều làm công việc của nhân viên kinh doanh trong khi sở trường của mình là phát triển phần mềm nên việc chuyên môn vẫn nên để cho người chuyên nghiệp đảm nhiệm chỉ còn vài ngày nữa là đến đêm giao thừa tô chi chuẩn chú đáo chuẩn bị quà tặng cho mỗi nhân viên của tinh thần còn đặc biệt chuẩn bị một bộ mỹ phẩm cho lật lệ một nhân viên khác không hài lòng khi chỉ nhận được một chiếc gối ôm cô ý kiểm tra quà tặng của tô chi chuẩn cho kỳ tinh và thấy rằng trong hộp chỉ có một chiếc gối thuốc anh ta mới yên tâm rằng quà tặng cho mình và sếp là ngang nhau nên không còn lời phàn nàn gì nữa lật lệ cũng nhận được quà tặng từ tiêu diêu diêu một cốp xe đầy quà khi tinh thần chuẩn bị nghỉ lễ kỳ tinh phát bao lì xì lớn cho mỗi nhân viên để mọi người về nhà vui vẻ đón năm mới còn cô thì ở lại công ty làm thêm giờ hàn đình cũng tặng kỳ tinh một món quà là một bức tranh nhìn như bầu trời sao lấp lánh Hàn Đình cười bảo nó giống như suy nghĩ không rõ ràng của Kỳ Tinh. Sau khi Hàn Đình rời đi, Kỳ Tinh quan sát kỹ bức tranh và thấy nó không hề lộn xộn mà có các đường nét rõ ràng và rất có trật tự. Ông ngoại của Hàn Đình từ Hải Nam trở về khiến nhà anh lại trở nên náo nhiệt. Tăng Địch cũng đến nhà làm khách vì là bạn lâu năm nên mọi người trong gia đình Hàn Đình đều rất thích cô và coi cô như cháu dâu tương lai. Lật Lệ mang quả tết đến dưới nhà, vốn định báo với mẹ rằng mình đã đến nơi, nhưng mẹ cô bắt đầu chỉ trích rằng những bức ảnh trên mạng xã hội của cô đều là những bộ đồ loè loẹt còn bảo rằng cô mặc ít quá dễ bị những kẻ xấu lợi dụng và lừa gạt mẹ cô nhắc lại những chuyện không hay của cha lật lệ nói nhiều điều khiến cô bị ảnh hưởng bởi tâm trạng của mẹ từ nhỏ đến lớn cô luôn nghe những lời trách móc của mẹ không thì là những điều không tốt về cha không muốn gặp lại cảm xúc tiêu cực của mẹ lật lệ đặt quà tết trước cửa nhà rồi lái xe đi đêm giao thừa phố phường yên tĩnh nhiều người quây quần bên nhau ăn bữa cơm tất niên kỳ tinh vẫn miệt mài làm việc mãi cho đến khi bụng đói cô mới nghĩ đến việc đi tìm một quán ăn gần đó phần lớn các quán đều đã đóng cửa may mắn tìm được một khách sạn, nhưng nơi đó cũng không nhận đặt món, chỉ phục vụ bàn tiệc cho cả nhóm. Khi Kỳ Tinh đang lúng túng, Lỗ Lâm Gia bước tới. "Đây là khách sạn anh phụ trách, anh đã yêu cầu nhân viên thêm một số món đặc sản cho Kỳ Tinh và miễn phí hoàn toàn." Lỗ Lâm Gia biết ý định của Hàn Đình, hiện tại Kỳ Tinh đang cô đơn trong ngày Tết, nên anh lập tức gọi điện cho Hàn Đình, nói rằng thấy Kỳ Tinh ăn tất niên một mình. Khi đó Hàn Đình đang đứng một mình trên ban công ngắm pháo hoa, tay cầm một bức ảnh gia đình tưởng nhớ cha mẹ đã khuất. Vừa cúc máy Lỗ Lâm Gia, thì mẹ của Kỳ Tinh gọi đến bảo không tìm thấy Kỳ Tinh, hỏi Hàn Đình có biết cô ở đâu không. Hàn Đình lo lắng cho Kỳ Tinh, liền an ủi mẹ cô đứng chờ ở cổng công ty, sau đó vội vàng đi tìm Kỳ Tinh.